Mình tiếp tục với âm số 20 là âm đây là một phụ âm hữu thanh, không có âm đối và âm được tạo ra từ cổ họng và mũi. Đầu tiên, miệng mình mở ngang, ép sát đầu lưỡi lên ngạc nướu. Sau đó, kẹo nhẹ bùng dưới và cảm nhận cái sự rung động âm thanh ở ba vị trí đó là cổ họng, ngạc nếu và ở mũi khi phát ra âm ở ba vị trí như vậy. Night, night. November, November. Number, number. Moon, moon. June, June.